Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Ở tập trước thì mình đã up được một quả trứng rồng bầu trời và trong thời gian 2 tập thì quả trứng rồng này đã nở rồi các bạn ơi. Và đây chính là bé rồng bầu trời của chúng ta. Giờ thì mình sẽ bắt đầu cho bé ăn để có thể thuần phục luôn nhá. Rồi, hiện trái tim rồi kìa. Giờ thì xem coi nào. Đây là một bé rồng bầu trời cái rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ cho bé này ăn no trước đã. Đó, giờ thì đã đầy cái thanh thức ăn và mình có thể cho bé ngồi xuống và leo lên vai của mình. Phải đứng lên mới leo lên vai được hả? Đúng rồi, phải đứng lên thì mới có thể leo lên vai được các bạn ơi. Nhưng mà tạm thời thì mình sẽ cho bé rồng này ở trên đây đi. Giờ thì mình sẽ đi xuống dưới để chế tạo một thứ có thể chứa được bé rồng bầu trời và được mang theo ở mọi nơi luôn nha. Đó chính là một cái amulet. Công thức của nó thì mình cần phải có được một cái cục đá cuội và ba sợi chỉ, cũng như là một cái ngọc ender. Rồi sau đó thì mình sẽ cho vô cái bàn chế tạo và đặt theo công thức như vậy. Được một cái Raygun Amulet luôn. Cái này mình có thể chứa được cái bé rồng giống như là một cái quả bóng chứa Pokemon vậy đó. Giờ thì vô đây ở đi em ơi. Đó, giờ thì mình có thể mang theo bé rồng ở mọi lúc mọi nơi rồi. Trong thời gian với 2 tập á thì mình cũng đã xây thêm cái bằng tường cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Và mình đã sửa lại một xíu các bạn ơi. Ở mặt sau thì mình sẽ cho nó rộng ra một tí nè và xây khu vực này để mình có thể đặt cái bàn phù phép luôn. Giờ thì mình sẽ tiến hành chế tạo một cái bàn phù phép nhá, để có thể nâng cấp những cái món đồ của mình lên nữa. Đầu tiên thì mình cần phải chế tạo thật là nhiều những cái giấy nè. Sau đó thì mình cần phải chế tạo thêm những cái quyển sách. Giờ thì mình cần phải lấy thêm gỗ và chế tạo ra những cái kệ sách thôi. Mình sẽ làm nốt luôn đi. Vừa dư ra được một quyển để mình có thể làm được cái bàn enchant nè. Giờ thì mình sẽ lấy kim cương cũng như là bốn cái cục hắc diệm thạch để mình có thể làm được một cái bàn enchant nhá. Đây, bàn enchant đây. Rồi giờ mình sẽ cất những thứ không cần thiết vào bên trong và vô trong nhà của mình để đặt cái bàn enchant thôi nào. Bàn enchant thì mình sẽ đặt ngay cái khối đá mình làm dấu này. Sau đó thì mình sẽ đặt những cái kệ sách vào bên trong. 1 2 3. Rồi hiện tại thì nó đã được 18 level rồi. Giờ mình sẽ cho nó lên tiếp cái tầng thứ hai nhá. Lên được 26 level. Ở đây một cái, đây một cái. Lên được 28 level và hai kệ cuối cùng. Giờ thì nó đã được 30 level rồi nè các bạn ơi. Nhưng mà mình chỉ mới có cấp 23 thôi nên chưa đủ để nâng cấp được cái dòng cao nhất ấy. Nhưng mà không sao đâu, giờ mình sẽ kiểm tra coi. Kiếm của mình thì có được sắc bén 4. Cũng khá tốt á. Cúp thì được hiệu suất 4 luôn. Nếu hiệu suất 4 thì chắc mình sẽ ép vô cây hammer đi. Nhưng mà mình cần phải farm thêm kinh nghiệm rồi. Sẵn tiện đây thì mình sẽ đi huấn luyện rồng luôn nha các bạn. Mình có tạo ra một cái cây gậy và đổi tên nó thành gậy huấn luyện rồng, để mình có thể dùng nó và đánh vào một cái con quái bất kỳ để cho bé rồng của mình tấn công nhá. Đó cũng là một cách để mình có thể luyện được bé rồng của mình. Giờ thì mình sẽ cất những thứ không cần thiết vào trong ba lô này. Sau đó mang theo bé rồng và đi huấn luyện luôn thôi. Nhưng mà khoan đã, mình cần phải chế tạo thêm một cái vũ khí mới các bạn ơi. Ở đây mình có chỉ đúng không? Mình sẽ chế tạo một cái cây cung đi. Và mình cần thêm một ít que cái đã. Que thì mình cần phải đặt ba lô xuống, lấy ván ra và chế tạo que thôi. Búp, nó có được handle rồi. Giờ thì mình sẽ chế tạo một cái cây. Mình định làm một cây cung bằng sắt đi ta. Sắt hoặc là silver cũng được á. Thôi chắc mình sẽ dùng sắt đi cho nó rẻ nhá. Rồi mình sẽ lấy ra hai sắt nè và sau đó cho vào bàn chế tạo thôi. Tắt cái quyển sắt này và bấm vào công thức. Còn thiếu một que nữa. Đúng một que luôn á. Rồi giờ thì mình đã có được một cái cây cung dài rồi nè, và mình cần phải có được những mũi tên nữa. Ui chết rồi, mình hết trơn mũi tên rồi các bạn ơi. Chắc là phải farm thêm á. Và cây cung này thì nó sẽ có sức mạnh nhiều hơn so với cây cung bình thường ấy. Nhưng mà mình sẽ để dành đi, khi nào mình có thêm mũi tên thì mình sẽ sử dụng nhá. Còn giờ thì lên đường và tìm một cái tòa tháp nào đó để đi huấn luyện cái bé rồng của mình thôi. Để coi nào, xung quanh đây mình thấy có khá là nhiều những cái tòa tháp luôn á. Hôm trước mình có đi khám phá một ít này. Đây nè. Hướng bên đây có một cái tòa tháp và khá là sang rồng. Mình có thể bay lại hướng bên đó và cho bé rồng mình tập luyện ở đó nha. Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành di chuyển qua cái khu vực bên kia nha các bạn.
Rồi và cuối cùng tôi cũng đã di chuyển tới cái tòa tháp rồi nè các bạn ơi. Rất là nguy hiểm khi mà cạnh con rồng. Nhưng mà thôi kệ con rồng luôn đi, mình sẽ chui vô cái tòa tháp này. Ui, ai Rufy vô đây làm gì vậy? Rồi rồi rồi, cho bé rồng mình ra. Rồi tấn công em ơi. Ồ, bé rồng mình quánh hơi bị mạnh nha. Quánh quánh tiếp anh, quánh tiếp anh đi. Đó, xong một đợt rồi kìa. Giờ công việc của mình á, đó chính là đọc những cái spawner hộ bé rồng của mình. Ui, cạp 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 cạp. Đó, con nhện thì chỉ với một cạp của bé rồng thôi là chết luôn á. Và mình cần phải cho bé rồng ăn để cho bé rồng hồi máu lên nha các bạn. Mình cũng vậy luôn ấy. Và trong này thì có đuốc thôi. Rồi, đi tiếp tầng kế thôi em ơi. Giờ mình sẽ cho bé rồng của mình đứng lên trước cái đã. Đây, cầm cây gậy. Ui ui. Cắn 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 tiếp anh, cắn tiếp anh. Đúng rồi. Đứng lên, đứng lên. Hai Rufy đi ra đi, đập cánh hoài, ồn quá hả? Thiệt tình luôn á. Rồi lên tầng 2 nào bé rồng ơi. Ủa bé rồng đâu rồi? Lên tầng 20 em ơi, anh bị quýnh bây giờ này. Chết rồi. Bé rồng của mình hơi chậm các bạn ơi. Đâu rồi em, đâu rồi? Hả? Đây đây, đi theo anh, đi theo anh này. Rồi tiêu diệt đi, tiêu diệt đi. Rồi cắn cắn đi em ơi. Ui bé rồng mình còn nhỏ quá, cắn hột rồi. Cắn cắn lẹ không thôi mà anh bị quánh chết á. Ủa không chưa cắn nữa. Nè còn một tên nè. Đúng rồi đúng rồi. Và mình sẽ nhặt luôn thịt zombie nha các bạn. Tại vì bé rồng của mình có thể ăn được thịt zombie ấy. Hình như giờ đang no bụng thì phải đúng không? Đúng rồi, giờ đang no bụng nên chưa có ăn được. Rồi giờ thì đứng lên thôi nào. Cầm gậy nè, đứng lên đi nha. Rồi đứng lên và tiếp tục chiến đấu thôi. Mình chỉ bị quan sát thôi các bạn ơi. Ui. Ui bé rồng của mình lọt dưới rồi. Quýnh sung quá lọt xuống dưới. Ui. Ui. Rufy, Rufy, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Ui, bé này bị rồng tấn công nè. Ui, may mà gặp mình á, để không thôi bé đó chết rồi. Ồ, né, né xa xa ra mấy cái con rồng nhá. Nó sẽ đánh đây. Ui, cái... ui con Rufy quánh mình chứ. Ui, đừng mà, hôm trước còn cuốn rồi mà, sao hôm nay đánh ta. Đi ra chỗ khác. Không hiểu luôn á, hôm trước mình mới cứu mạng, giờ lại quay qua đánh mình rồi. Mấy con kia nó lật lọng ngươi luôn. Rồi, giờ thì tiếp tục đánh chiếm tòa thành này thôi. Em ơi, lên lên đi em ơi, đúng rồi. Nhưng mà mình yếu hả, mình bị mấy con này quánh mau chết quá. Chắc một hồi mình phải chế tạo một bộ giáp kim cương á. Rồi, đúng rồi, cạp đi, mình chỉ cần đạp spawner hộ bé rồng thôi. Còn nhảy lên để cắn nữa, nhưng mà toàn là cắn hột thôi. Rồi, đi tiếp tầng kế thôi em ơi. Ở trên đây còn một con nào mình sẽ khiều cho nó xuống nha. Rồi đi xuống đây, xuống đây. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Cố lên, cố lên. Nhảy lên đi. Nhảy lên, hồi nãy nhảy được mà. Đây, 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 còn tên nè. Rồi, nhảy lên, nhảy lên. Cái rồng của mình chỉ biết nhìn lên trên không à, nhảy không tới rồi. Thôi để mình tiêu diệt giùm cho. Rồi đi lên trên theo anh này. Đi, 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 đi. Đúng rồi, đi thôi. Nhưng mà mình gần hết thức ăn rồi. Mình còn có 5 cái cục thịt bò à. Rồi cảm sao, chiến đấu với 5 cục thịt bò này luôn. Rồi tiêu diệt mấy con nhện này. Ui ở đâu ra nhiều nhện vậy. Ui đánh cái đà này thì bé rồng của mình chưa kịp lên thì mình chắc chết quá ha. Ui bé rồng mình đâu rồi ta. Ui bé rồng mình đi đâu rồi. Ở đây nè, đây nè. Ui sao đợi mình chiến đấu xong mới đi ra vậy. Rồi giờ cho em lên trước á. Chiến đấu đi, chiến đấu đi. Cắn 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 đi, cắn đi. Cắn nó đi, nó gần cắn anh đâu nè. Ui chạy đi đâu vậy? Dừng 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 lại, dừng lại. Đi đâu vậy? Ui, chơi ít không đánh các mọi người. Chỉ muốn đánh ra chỗ đông người thôi hả? À. Ui, ui mấy con này quý quá mình đau quá. Đúng rồi, bảo vệ anh đi. Đi tiếp, đi tiếp. Ui nó mà gọi gần hết mấy con nhỏ này nè. Ui được á, nhưng mà mấy con này thì chắc mình sẽ tiêu diệt giùm đi chứ. Đợi mấy rồng tiêu diệt thì chắc mình cũng bị chúng độc chết queo rồi. Còn một tên nhận động nè. Rồi. Và cái tàu tháp này có vẻ đồ khá là yếu các bạn ơi. Mà huấn luyện cách này có vẻ cũng không khả thi cho lắm ấy. Nên thôi chắc chỉ chiến đấu tới đây thôi. Hôm khác thì mình sẽ tìm một cái tòa thành nào đó xịn hơn để tập cho bé rồng thôi. Còn giờ chắc mình sẽ dẫn bé rồng về nhà thôi các bạn ơi. Bé rồng đâu rồi? Đi theo anh về nhà này. Vui chơi như đó đủ rồi em ơi. À, bé rồng đâu rồi? Bé rồng ơi. Ủa? Bé rồng đâu rồi? Ủa? Mất tiêu rồi ta. Ủa nãy... À đây, 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 đứng ở đây hả? Rồi, về nhà nha. Cái rồng của mình còn khờ quá hả? Rất là chậm chạp, cũng như là chưa có hiểu rõ ý của mình cho lắm ấy.
Ui, và đây là hang rồng thì phải đúng không ta? Ui, nó lại đang kiếm nó chơi kìa. Mình sẽ lợi dụng thời điểm này để có thể lút đồ trong hang của nó nha. Đây có những cái sắt và iron chaklin nè. Mình có thể làm được một sợi xích sắt từ cái chaklin đó các bạn ơi. Rồi, lấy hết đồ về. Mũ sắt nữa nè. Bên đây coi có vàng. Và bên đây nữa. Ui, hắc diêm thạch và những cái mana kết xếp. Cái này thì mình có thể chế tạo quyển sách để nghiên cứu về rồng. Cũng như là... hết rồi, nó hết công thức rồi. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy hết và trở về nhà thôi. Rồi, giờ thì hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà cũng như là ngủ một giấc nhá. Mình đã trở về rồi đây và nãy giờ mình cũng có đi farm một ít cái đá lửa nè. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo những cái mũi tên nhá. Đây không biết chế tạo được bao nhiêu mũi nữa để mình còn sử dụng cái cây cung siêu mạnh của mình. Mình còn thiếu gậy này. Rồi, giờ thì làm được được có 16 mũi tên, với lại mình có sẵn trong đây 3 mũi nữa là được 19 mũi hả? Thôi kệ đi, 19 thì có đỡ hơn không. Giờ thì mình sẽ sử dụng đúng 19 mũi tên này. Kết hợp với cây cung của mình đâu rồi ta? Ủa, cái cây long bow của mình đâu rồi? À đây đây, long bow của mình đây. Để mình có thể tiêu diệt được con rồng ở bên cạnh cái ngôi làng của mình nhá, để trả lại sự bình yên cho ngôi làng. Với lại thì mình sẽ chế tạo luôn một bộ giáp kim cương đi, chứ giờ giáp bằng sắt thì nó khá là yếu, sợ con rồng nó one shot mình ấy. Rồi, giờ thì mình đã có được nguyên một bộ giáp kim cương luôn. Mình sẽ mặc vào trong người. Tên tên, được bảo vệ bởi kim cương rồi nhá. Những thứ còn lại thì mình sẽ cho vô đây, khi nào cần thì mình sẽ mặc vô. Và tất cả kim cương ở nhà nữa. Giờ thì mình sẽ vác ba lô lên nè. Và để cho bé rồng của mình nghỉ ngơi sau cái chuyến tập luyện vừa rồi đi. Từ từ thì mình sẽ cho bé này ăn thường xuyên và để cho bé này mau lớn lên nha các bạn. Rồi, ngồi xuống cái đi. Rồi, giờ thì chúng ta cùng nhau trở lại cái ngôi làng bên đây thôi. Rồi, mình đã trở lại rồi. Và giờ thì mình sẽ lại gần con rồng này và dùng cái cây long bow này để bắn nó nha. Một hit rồi. Không biết mất bao nhiêu hit được. Ui. Ui, không biết siêu vậy. Hai hit rồi đó. Ây du. Nó còn khá là mạnh lắm người. Hai hit vẫn chưa nhầm nhòi gì nó. Phải bay lẹ để né những cái phát bắn của nó mới được. 3 hit rồi. 4 hit nè. 5 hit nè. 3-6 hit. Ui, cây long bow này có vẻ nó bắn nó hơi đờ rớp các bạn ơi. Nó không có bay theo một đường thẳng cố định giống như cây cung bình thường ấy. Nó rớp rất là nhiều luôn. Nhưng mà không sao đâu. Mà nãy giờ mới nhớ mình còn có 8 mũi thôi à. Nhưng mà vẫn chưa có hạ gục được con rồng này nữa. Không biết có đủ để tiêu diệt nó không ta. Ui, nhặt được. Ây du. Mình nhặt được mũi tên. Đừng có bắn vô ngoài làng nha. Rồi, mình sẽ thằng chiến nó thử coi. Ui, nó đập cánh kìa. Con rồng này đập cánh ghê quá. Chơi chiến thuật rồi. Chết rồi. Nó nướng luôn cái cây rồi. Mình định dùng cái cây đó để làm backup ấy. Rồi sau đó mình sẽ bắn cái con rồng này cũng như là chém nó. Nhưng mà không được rồi. Nó đã hà một phát cháy luôn cái cây rồi kìa các bạn. Thấy nó nguy hiểm chưa? Còn bé hai Rufy ở đâu mà vỗ cánh hoài vậy? Đi ra chỗ khác đi. Đừng có vỗ cánh nữa. Ui dồi. Giờ nó thành bay rồi kìa. Đừng có bay. Ai cho bay. Chiến người luôn. Chạy đi đâu. Giờ chạy mặt rồi kìa. Nãy giờ hình như hơi bị đau rồi đó. Rồi giờ mình sẽ nhân rút này tiêu diệt nó luôn. Chạy đi đâu. Để cố gắng tiêu diệt nó. Chịu thua đi. Chưa chịu thua hả? Dùng cung bắn luôn nè. Chịu thua đi. Và cái này nó đỡ một cái là nó sẽ rơi lại mũi tên cho mình. Mình cứ tranh thủ lúc này mà bắn nó. Chịu thua đi. Chiến nha. Chiến này. Chiến mình cộng sức tấn công mà sao yếu vậy ta? Đánh bây giờ vẫn chưa chết được nữa. Không biết con rồng nó mệt chưa chứ mình thấy là mình hơi mệt. Thôi cố lên trở lại trận chiến nào. Ôi, nãy giờ hên quá, mình đánh một hồi mình lùa nó ra khỏi ngôi làng luôn rồi. Không được trở lại ngôi làng, đi ra chỗ khác đi. Không cho mình trở lại ngôi làng. Đi ra chỗ khác. Đánh dưới phần bụng của nó nè. Nó to quá luôn rồi, mình đánh được thường là thực tế á. Nhưng mà mình sẽ cố gắng lùa nó ra khỏi ngôi làng. Giờ sợ quá, nhảy xuống nước thấm luôn rồi kìa. Nhưng mà sao nó không quánh mình ta? Ủa, con rồng này bị gì rồi? Nó không quánh mình nữa rồi. Nó chê mình yếu quá, nó không quánh mình hay sao ấy. Dám khinh thường ta hả? Dám khinh thường nè. Khinh thường là phải chết nha. Rồi, cho mình cơ thể ở đây luôn.
dám bình thường nè. Mình ở dưới nước nên đâu sợ bị chết cháy đâu. Ui ui ui, hình như nó lỡ giận mình rồi. Nãy giờ nó không đánh mình, hình như nó tha mình á. Mà giờ mình lỡ chụp giận nó rồi. Lỡ giận thì giận luôn đi, mình không thể. Mình phải cứ tiêu diệt được nó mới được. Ui, mình đã được thành tựu Raiden Slayer rồi các bạn ơi. Diệt rồng rồi. Ý, này thì rồng phải không? À, hoành hành ở cái khu vực ngôi làng này hả? Giờ thì mình sẽ đẩy xác con rồng này lên trên bờ để chúng ta cùng nhau xơi thịt của nó nhá. Con rồng này có vẻ khá là to đây. Hy vọng rơi ra đủ vải để mình có thể chế tạo được một bộ giáp luôn. Rồi, đi lên nào. Lên 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 lên. Rồi, nằm sẽ lai ở đây luôn nhá. Giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy đồ trong người của nó thôi. Đầu tiên mình lấy ở phần phần đuôi của nó trước đi, phần đuôi của nó nè. Rồi, coi coi rơi ra bao nhiêu vải đây. Ui, quá trời luôn kìa. Rồi, boom, 29 vải luôn. Tuyệt vời, 29 vải thì mình có thể chế tạo được full một set đồ bronze luôn các bạn ơi. Rất là tốt. Đầu rồng thì mình có thể chế tạo được một cái cây gậy để huấn luyện rồng. Và thịt rồng mình có thể ăn nè, tim rồng thì dùng để chế tạo một cái khói gì đó, dùng để nấu nướng. Và như vậy thì xong rồi, ngôi làng đã trở lại yên bình. Và mình có thể bay vào bên trong để khám phá rồi đó. Dập cái tàn tích ở đây đi. Ui, lửa cháy hoài luôn kìa. Ui, đúng là ngọn lửa của rồng, mình không thể dập được bằng tay luôn nè. Ồ, nước thì mới có thể dập được các bạn ơi. Ngọn lửa rồng mạnh thiệt á. Ồ, thôi tạm thời thì sẽ... À, quên nữa, còn cái ổ rồng nữa chứ. Quên quên, ổ rồng thì có hắc diệm thạch này, mana cất xiết và mạng nhện, có kiếm sắt, cái này có sắt nè, cái này, ui emerald. Cái tổ rồng hồi nãy thì không có cái gì ngoài vàng với mấy cái mana cất xiết hết các bạn ơi. Tổ rồng này thì hơn là có cho mình một viên emerald. Ui, ở đây còn có thẻ tên nè, lúa mì, hạt giống nữa. Ui, hang này tới 4 viên kim cương luôn nè, tuyệt cú mèo. Sẽ lấy hết về. Còn gì nữa không? Có vẻ hết rồi. Ok, không sao, không sao. Giờ thì mình sẽ chui vô ngôi làng. May thiệt á, may mà nó không cào vô ngôi làng, để không thôi ngôi làng bị cháy rồi. Ở đây thì có bác thợ rèn, đổi canh kiếm đánh bật lùi. Đánh bật lùi. Một cây cung. Cây cung nó chưa biết rõ cái dòng enchant. Enchant đánh bật lùi 2 và sức mạnh 1. Cái này bật lùi 1 thôi. Và đồ kim cương nữa chứ. Nhưng mà đổi hơi mắc đó mọi người, mình không có tiền để đổi đâu. Bác này thì là bác chiếc mỏ nè. Ui, hello anh kỵ sĩ nhá. Ủa, anh hiệp sĩ nhá. Hiệp sĩ của ngôi làng cầm kiếm kim cương không à các bạn ơi, để có thể bảo vệ mấy anh dân làng khỏi những tên zombie ấy. Và đây lại là chỗ của bác bán đồ nè. Để coi coi bác này đổi gì nhá. Bác này đổi gì đây? Lại là kiếm đánh bắt lùi. Có vẻ mấy bác ở ràng này chỉ đổi đồ đánh bắt lùi thôi à. Và đây chính là ngôi nhà có rương duy nhất trong ngôi làng đây nè, bác thợ rèn. Để coi coi. Wow, đúng là ngôi làng của rồng có khác, toàn là đồ xịn thôi. Nhưng mà giờ mình cần phải trả lại một ít cái món đồ không cần thiết để có thể lướt hết đồ mang về. Hạt giống bỏ lại nè. Giáp ngựa kim cương mình sẽ mang về luôn đi. Thịt rồng thôi mang về ăn tạm cũng được. Rồi, giờ thì mình sẽ vô chỗ này coi còn gì không. Có vẻ hết rồi đó. Nhưng mà ở đây có mấy cái khói đá phát sáng nè. Mình định chôm về nhà ấy. Nhưng mà thôi, tính ra đây là đồ của làng mà mình sẽ để đó đi. Khi nào mình xuống đây đào mình đào cũng được. Như vậy thì ngôi làng gần nhà mình nó đã trở lại sự yên bình rồi các bạn ơi. Nhưng mà cái ổ rồng thì mình không thể nào dọn trong ngày 1, ngày 2 được. Và cạnh đây vẫn còn một con rồng là bạn của con rồng Ron này nữa. Từ từ mình sẽ tiêu diệt nó luôn. Giờ thì mình chạy thôi trước khi nó nhào lại nó đánh mình. Rồi, giờ thì mình sẽ về nhà để dọn dẹp đồ lại một cái nha các bạn. Rồi, mình đã trở lại cái tòa tháp này để có thể farm kinh nghiệm cũng như là đánh nốt cái con boss trong tòa tháp này luôn các bạn ơi. Ui, chết rồi. Ui, mình lại quên mất là tới cái tòa tháp này là phải... Ui, phải đánh con boss này trước. Ôi, nhưng mà khoan, mình đã nhặt được một ít cái đồ của con boss này rồi. Giờ mình sẽ đại chiến với con này luôn. Ui, có vẻ nó khá là mạnh các bạn ơi. Quánh một cái gần chết rồi kìa. Ai du. Ui, nguy hiểm thiệt á. Rồi, ăn vô một cái để hồi lại sức nè. Và tiếp tục chiến đấu với con boss này thôi. Nó bắn không à, nó chơi toàn nó bắn qua cầu lửa không ấy, phát nổ ra.
không sao, mình đã có một bộ giáp kim cương nên khả năng phòng thủ cũng ổn hơn lúc trước. Ui 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 ui, à mình có cách rồi. Mình sẽ đứng dưới này và chém nó thôi. Dùng sức không lại thì dùng kế thôi mọi người. Đứng ở đây và chém nó thôi. Nó đánh không tới mình nè. Ui ui ui, nó nổ quá mọi người. Nhưng mà đâu có cách nào để có thể tiêu diệt mình đâu. Mình giờ đã khỏe hơn rồi. Chịu thua đi. Ui ui, chịu thua đi. Mình quánh nó lên bờ xuống ruộng luôn. Ui 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 ui, tụi nó quánh mình ha, gần rớt khỏi tòa tháp luôn chứ. Nhưng mà tên này phá hoại quá à. Tòa tháp của nó mà nó gì đâu mà nó nổ kìa. Hư hết trơn tòa tháp luôn rồi. Thôi, cái gì được rồi. Và nó rơi ra kim cương. Dưới này còn thêm đồ nè. Ui đồ dởm quá, có cây kiếm mình sẽ mặc nhặt về coi. Vậy là ổn rồi đó. Giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà tới các bạn ơi. Dù sao thì mình cũng được 30 level rồi. Giờ thì hẹn gặp lại các bạn khi mà mình về nhà và ngủ nhá. Bây giờ thì mình đã được 30 level cũng như là có khá là nhiều kim cương dư ra luôn, nên mình sẽ làm hẳn một cái cây hammer bằng kim cương nhá, để cho việc đi mai của mình nó trở nên dễ dàng hơn. Và hồi nãy mình để ý là cái bàn enchant của mình nó có ra cái dòng mà hiệu suất 4 các bạn ơi. Nếu mà ép vô hammer kim cương sẽ rất là tuyệt luôn á, nên mình sẽ ưu tiên ép vào cây hammer trước nhá. Nhưng mà mình bay gấp quá quên lấy cái luli mất tiêu rồi. Nên giờ thì mình sẽ trở lại một lần nữa với những cái viên luli trên tay và enchant lên thôi nào. Hiệu suất 4, hy vọng rằng sẽ ra thêm dòng gia tài hoặc là chậm hỏng cũng được. Rồi, hy vọng thôi. 1, 2, 3. Được thêm thành tựu người phù phép luôn rồi kìa. Và chậm hỏng 3. Tuyệt vời. Nhưng mà ở cái chất lượng thì nó là không tốt cho lắm các bạn ơi. Nên chắc mình sẽ dùng một ít kim cương đi để mình có thể nâng cấp nó lên nhá. Đây, nhưng mà để nâng cấp thì mình phải có một cái đe trước nè. Rồi, đã có cái đe. Sau đó thì mình cần phải có hai con hắc diệm thạch cũng như là những cái phiến đá để nâng cấp nó lên ấy. Hắc diệm thạch thì mình có đây nè. Rồi phiến đá thì cũng có trên này luôn. Và cuối cùng là bàn chế tạo đúng không? Bàn chế tạo thì cần gỗ chứ gì. Gỗ thì đây nè, có luôn. Rồi giờ thì chế tạo một cái bàn nâng cấp thôi. Reforging Station. Đây là cái giúp mình có thể đổi chất lượng nè. Cái này thì mình sẽ cho hẳn vào trong nhà đi. Dù sao sắp tới mình cũng dọn vô đây mà. Để trên đây luôn. Rồi cho vô. Ở đây là chất lượng màu đỏ đúng không? Bị trừ nè. Mình sẽ cho cái này vô đi. Đến ui nhầm. Kim cương mới đúng. Rồi thử vận may nào. Tên tên. Ô cái này thì nó lại hết bị trừ mà nó cộng thêm sức tấn công cho mình rồi nè. Kệ không sao, dù sao nó bớt cái dòng trừ là mình vui rồi. Giờ thì mình sẽ cất kim cương trở lại cái rương này và trở lại cái chỗ đầu hôm trước nhá, để mình có thể tiếp tục cái chiến đào bới thôi các bạn ơi. Lần này thì mình sẽ cố gắng tìm thêm thật là nhiều kim cương, hoặc là quặng thôi cũng được nữa. Tại vì bây giờ mình cần phải có ít nhất một cái quặng kim cương bình thường các bạn ơi. Và phải cố gắng tìm thêm được cái dòng gia tài á, thì mình sẽ có một cái thứ rất hay để có thể làm luôn. Đây, mình sẽ thử đào nhá. Đó, đào siêu nhanh luôn á. Hôm trước mình đi về hướng này rồi hả ta? Giờ mình thử đi về hướng bên đây coi. Rồi, đào nè. Và độ bền của nó như thế nào ta? Một cái cây hammer bằng kim cương như vậy thì thông thường sẽ có khoảng 3.000 độ bền đó các bạn ơi. Đào hay mỗi tay thì thôi luôn á. Đằng này nó lại còn có thêm cái dòng chậm hỏng nữa. Và lỡ mà nó gần hư á. Quên nữa ta, mình có cái quyển sách sửa chữa mà. Đúng rồi, mình có quyển sách sửa chữa. Ngại gì mà không ép vô cái cây hammer siêu tốt này. Khi nào có gia tài thì mình sẽ cho vào trong cái cây hammer này luôn, để mình có thể đi đào bới thoải mái mà không sợ bị hư á. Sách sửa chữa đâu ta? Đây nè, sách sửa chữa nè. Nhưng mà cái đe mình mất tiêu luôn rồi. Chắc mình phải làm một cái đe mới á. Đây, công thức cái đe thì rất là đơn giản, chỉ cần có 3 khối sắt thôi. 3 khối 1, 2, 3. Rồi, sau đó thì đặt theo công thức như vậy. Và một cái đe. Rồi, ép vô nhá. Hammer nè, sửa chữa nè. Đó, vậy là hiện tại nó đã có được 3 cái dòng rất là cần thiết cho mình rồi. Giờ thì thoải mái mà đào, không sợ bị hư nữa. Chỉ có kinh nghiệm là nó sửa lại được hả các bạn ơi. Nên rất là tiện luôn. Rồi, tiếp tục đào nhá. Ở đây mình đã gặp được Peridus nè, cũng như là Redstone. Khá tốt.
Mình đi mai mình kỵ nhất là vụ gặp mấy cái sỏi luôn dưới đất luôn ấy. Chắc sắp tới mình phải làm một cái cây excavator quá à. Cái cây giống như là cây xẻng siêu to đó các bạn, để mình có thể đào mấy cái sắt cũng như là đất ra cho nó tiện ấy, chứ giờ gặp là mình toàn né ra không à. Rồi ở đây có cả thang nữa nè. Rồi tiếp tục thôi. Mình cần phải đặt cái ba lô mình xuống trước cái đã. Một xíu mình còn nhét mấy cái khói vô trong nữa. Rồi cho hết mấy cái khói này vô trong đi. Đó, trống trải hơn rồi đó. Giờ thì tiếp tục đào thôi nào. Nhưng mà bỏ phí gì có ổn không ta? Chắc mình sẽ gặp tới đâu mình đào đến đó đi. Lỡ một hồi mình quên á. Mình hay quên nó luôn, nên tốt nhất là gặp thì đào các bạn ơi. Ở đây nè. Ở đây thì có hai quặng, mình sẽ dùng cây cúp để đào cho nó nhanh nhá. Rồi. Ở đây còn redstone nữa nè. Chủ yếu là mình lấy kinh nghiệm để cho nó sửa lại cái cây hammer của mình thôi à. Chứ mấy cái quặng redstone thì mình cũng không có cần nhiều đâu. Giờ bụng mình cũng đã đói rồi, nên mình sẽ cạp đỡ một vài cái miếng thịt cừu nhá. Rồi sau đó tiếp tục đào cái con đường này. Redstone thì thôi không lấy nữa đâu, nhiều lắm rồi. Rồi đi tiếp thôi nào. Đây có sắt nè, thôi sắt thì chắc sẽ lấy. Ở đây. Rồi tiếp tục. Và nhìn trên bản đồ thì trước mặt mình không có cái hồ lava nào hết. Ui không có hồ lava mà có. May mà mình nhanh tay mình lại gần để hứng cái kim cương á. Ui không được, mình phải cẩn thận hơn mới được á, chứ ẩu tả như vậy một hồi thế nào cũng bị mất kim cương oan cho coi này. Các bạn rút kinh nghiệm nhé, khi mà gặp kim cương thì tốt nhất nên kiểm tra xung quanh trước khi đào, để không thôi giống như mình hồi nãy, nhiều khi lại mất kim cương oan uổng á. Rồi mình gặp được quặng kim cương rồi nè. Những cái quặng này thì mình sẽ để dành nhá. Khi nào mà mình có gia tài á thì có mềm mại chứ, thì mình sẽ xuống đây để khai thác nó nhá. Tại vì mình có một điều rất là hay luôn để có thể làm với những cái khối kim cương đó. Rồi giờ thì mình sẽ lấy nó số sắt ở đây trước cái đã. Đây nữa nè. Ui. Lava đầy luôn á. Rồi tiếp tục đào thôi nào. Ui, khoan, Silver thì phải khai thác nữa. Tại vì sắp tới thì mình có một vài công thức cũng liên quan đến Silver, nên mình sẽ lấy luôn. Và cạnh đây mình mới nghe tiếng con dơi á. Có cái hang kế bên nè. Chắc mình sẽ lủi qua cái hang này để khám phá luôn coi. Không biết cái hang phía trước mình có kim cương không nữa. Hy vọng rằng là có nhá. Ui, có emerald nè. Wow, có sắt nữa. Rồi có thì lấy luôn thôi, ngại gì mà không lấy nào. Có Lully, có Fairy Dust, nhưng mà mình sẽ bỏ qua mấy thứ đó, chỉ lấy Emerald thôi. Rồi, giờ thì sẽ đập ra một cái. Ui, phía sau một cái quặng Super Emerald là một quặng Super Diamond. Tuyệt cú mèo luôn á. Trên này còn có cả vàng nữa nè, mình sẽ đào vàng ra luôn. Và trên kia còn một quặng super vàng nữa, nên mình sẽ lên đây và khai thác nốt luôn nhá. Chuyến đi mai này có vẻ khá là may mắn á. Super sắt nè. Tiếp tục là super vàng. Nhện hả. Ui kiếm mình yếu à, chém con nhện mãi mới chết á. Mình sẽ lấy nốt của quặng super vàng này đi. Rồi. Nhưng mà sao mình cứ nghe tiếng cái con Hierophile nó đập cánh hoài vậy ta. Mình ở tuốt dưới hang rồi mà vẫn còn nghe tiếng nó đập cánh nữa. Giỏi ghê luôn á. Cảm ơn đừng có đập cánh để người ta tập trung vào việc đào mai nào. đập cánh hoặc vậy hoài mình dễ phân tâm lắm luôn ấy. Ở đây có quặng super thang nè. Và hết đường mất tiêu rồi. Rồi giờ thì trở lại cái đường cũ thôi. Ôi dùi. Ở dưới hang bay hơi khó một xíu các bạn ơi, dễ bị đụng đầu lắm. Ở đây có sắt mình sẽ lấy về. Rồi. Bắt đầu cấu rồi nha. Một hồi thế nào mình cũng bằng thịt cái con Hierophile đó cho coi nè. Và ở đây còn có cả kim cương nữa các bạn ơi. Suýt nữa thì mình lại bị rơi xuống lava rồi. Đó, phải kiểm tra thật kỹ trước khi đào kim cương nha các bạn. Giờ thì mình sẽ lên trên và đào kim cương thôi. Được 9 viên rồi nè. Tuyệt cú mèo luôn. Ở đây thì tiếp tục là Fairy Dust. Và hết đường rồi. Hết đường mất tiêu rồi. Thôi giờ mình sẽ lượn thêm vài vòng nữa coi còn tìm được cái quặng kim cương nào không nha các bạn. Ui đợi một hồi thì mình lại gặp thêm được kim cương nữa rồi nè. Giờ thì mình sẽ đổ cái xô nước ra để có thể khai thác nốt cái số kim cương này nha các bạn.
Rồi, chuẩn bị lấy kim cương thôi. Chỗ này thì nó khá là xa chỗ hồi nãy của mình á, nên mình phải đào ra thôi các bạn ơi, chứ không bỏ được. Bỏ là một hồi mình bị quên ấy. Rồi, giờ thì đào ra nhá. Boom. Được. Quên, cây mình đâu phải là gia tài đâu, nên chỉ ra được có 2 viên thôi hà. Mà thôi kệ, dù sao cũng có thêm 2 viên kim cương rồi. Trên này Fairy Dust thì mình sẽ không lấy thêm đâu. Chắc bây giờ mình sẽ tiếp tục đi khám phá để coi coi còn gặp thêm kim cương không nhá. Ui, có vẻ... Ui, mình lỡ đào luôn rồi. Được thêm 7 viên kim cương nè các bạn ơi. Đùa. Gặp thêm nữa nè. Rồi, lần này thì được 10 viên. Vậy là được thêm 3 viên từ một quặng á. Wow, được á nha, được á nha. Rồi, giờ mình sẽ né cái chỗ đất này ra để có thể tiếp tục đi về phía trước nha các bạn. Lần nào gặp đất thì mình cũng né né gì không mà khổ cái luôn á. Rồi, đã trở lại và gặp được thêm bạc rồi. Được thêm một quặng bạc nữa. Rồi, tiếp tục đi về phía trước thôi. Có vẻ cái đường đào này khá là may mắn nè. Nãy giờ mình gặp quá trời kim cương với mấy cái quặng khác luôn ấy. Ở đây có sắt nè, lấy luôn. Wow, thấy nó giàu khoáng sản chưa kìa. Rồi, ở đây nữa nè. Ở trên còn có Fairy Dust nữa chứ. Nhưng mà thôi, mình không cần nhiều Fairy Dust đến vậy đâu, nên mình sẽ bỏ qua và tiếp tục đi về phía trước. Ui, có thêm nữa nè. Nhưng mà thôi, cái đó thì đợi khi nào có gia tài thì mình mới lấy nha. Tại vì quặng kim cương bình thường thì mình mới có thể sử dụng được cái dòng gia tài lên các bạn ơi. Và lần này thì được thêm 3 viên nữa. Hôm trước đi mai toàn được 4 viên từ một quặng super kim cương thôi, nhưng mà hôm nay chỉ được 3 à. Khá là buồn luôn, nhưng mà không sao đâu, dù sao thì cũng được thêm kim cương là vui rồi. Và trên này còn có thêm bạc nữa nè. Ui, lần này thì được khá là nhiều luôn á. Có sắt nữa, cũng như là ở đây. Và than thì chắc mình sẽ không cần lấy đâu. Mình có 22 quặng vừa đủ để mình có thể chế tạo thêm đuốc rồi. Mình sẽ đặt cái ba lô xuống để có thể cho bớt đồ vào trong nhá. Đào bằng hammer đúng là nhanh thật á, nhưng mà đồ thì nó cũng mau đầy slot nữa các bạn ơi, nên phải thường xuyên cho vào trong ba lô mới được. Rồi, giờ thì tiếp tục đào thôi. Và hình như phía trước mình đã có một cái hang hay sao kìa, đúng không? Mình gần tới cái hang rồi. Kế cái hang còn có quặng super emerald. Wow, ba ơi, sao đúng không? Đúng luôn. Tại thường thường emerald á sẽ xuất hiện một lần cho mình 3 viên trong cùng một quặng super vậy đó các bạn ơi, nên mình khá là dễ biết. Và bên đây thì có kim cương nữa. Ui, lần này thì được 15 nè, 19 nè, 20 luôn, tuyệt cú mèo. Và có thêm quặng silver nữa chứ. Đằng kia còn có amethyst nữa. Ôi ui. Mấy cái quặng này thì mình phải cẩn thận mới được á, tránh trường hợp nó rơi xuống lava. Và ui, may mà mình chụp lại kịp, không thôi là mất nữa rồi. Rồi, tiếp tục khám phá cái chỗ này coi, có vẻ khá là may mắn đây. Ôi, mới nói may mắn thì lại gặp chỗ sỏi rồi. Giờ thì mình chưa cần sỏi đâu. Lúc mình cần tìm sỏi để làm cái mũi tên á thì tìm không ra. Giờ xuống hang không cần sỏi thì nó lại xuất hiện đầy trước mặt mình chứ. Thế nó mới buồn á. Rồi, giờ thì lấy thêm bạc nè. Và ở đây có sắt, sẽ lấy một ít thôi. Nãy giờ mình nói mình lấy một ít mà mình đào quá trời luôn á. Tại vì mình gặp mình bỏ thì nó lại uổng á các bạn ơi, nên lâu lâu mình lại ngứa tay và đào một lần à. Nè, như cái này nè, đào đi cho nó hết luôn. Rồi, giờ thì sẽ trở lại cái... Ui, trở lại thì lại gặp thêm sắt nữa nè. Mình sẽ lấy về luôn đi. Chứ giờ gặp quán xã mà không đào thì mình cũng ngứa tay đúng không? Đó, nên tốt nhất là nên lấy về như vậy. Mặc dù nó hơi tốn độ bền của cây hammer của mình, nhưng mà mình nghĩ nó cũng không có đáng kể cho lắm đâu. Rồi, trở lại. Ui, cẩn thận. Cánh thằng tiên thì cánh thằng tiên, chứ rớt xuống lava cũng cháy như bình thường thôi. Rồi, đào cái này ra. Ui, nhiều vàng vậy. Chúng mẫu vàng hay sao rồi. Và mình được coi bao nhiêu vàng đây, 12 quặng vàng nữa. Ủa sao dưới đó không có cái chỗ lava ta? Ô, kỳ lạ thiệt á. Ui, chỗ này lava không tràn vô nè. Ngộ nha. Và ui, hang động kim cương. Và Enderman nè. Enderman giờ mình không sợ đâu, mình đã có giáp kim cương rồi. Lại đây,
và có thêm được một cái mắt của Ender. Không, cái ngọc Ender chứ, người cứu mèo. Trên này có quặng Super Emerald đúng không? Được 9 viên rồi nè. Giờ thì mình sẽ tiếp tục khai thác kim cương thôi. Có vẻ chuyến đi mai hôm nay cũng khá là bội thu á các bạn ơi. Và chỗ này nữa nè. Rồi để coi coi được bao nhiêu viên đây. Được tổng cộng là 29 viên rồi. 30 viên luôn. Wow. Và giờ thì mình sẽ lấy thêm số sắt ở chỗ này nữa. Nãy giờ đi cũng khá là xa nhà với lại lâu rồi đó, nên chắc bây giờ mình sẽ đi nốt cái hang này thôi. Rồi sau đó mình sẽ trở về nhà nha các bạn. Rồi mình đã trở lại cái chỗ bắt đầu rồi đây. Và bây giờ thì mình sẽ bay thẳng lên trên. Ui ui ui, vướng rồi. Đang bay mà bị vướng nữa chứ. Rồi cắm lại cái đuốc ngay đây luôn đi. Cái đuốc đây cắm vô. Rồi bay lên trên lại nè. Và hình như giờ đang ban đêm hay sao ấy. Ủa đúng rồi, ban đêm vô ngủ thôi. Giờ ban đêm thì nguy hiểm lắm luôn á. Giờ mình sẽ ngủ một cái nha các bạn. Sau chuyến đi mai thì cái ba lô của mình đã chất đầy những cái cục đá cội rồi nè. Và mình đã lựa ra những cái khoáng sản có thể nung nấu ra một bên. Và cất những kim cương và mấy cái loại khoáng sản khác vào trong rương để dành sử dụng. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành nâng cấp những cái lò nung của mình lên nhá. Hiện tại thì lò nung bình thường khá là chậm, nên mình sẽ nâng cấp cho nó lên một cấp độ khác. Đó chính là bằng sắt nhá. Công thức thì khá là rẻ luôn. Mình sẽ lấy sắt... Ủa sắt mình vứt đi đâu hết trơn rồi. Ui thôi chết rồi. Mình hết sắt hả ta? Ở đây sắt đây. Quên. Rồi nâng cấp nó lên nè. Để coi mình có thể nâng cấp được bao nhiêu cái lò nung đây. Cho lò nung vô giữa. Mình có thể nâng cấp được hai cái lò nung bằng sắt rồi. Từ sắt á thì mình có thể nâng cấp lên cấp độ vàng để cho tốc độ nó được cải thiện hơn một xíu nha. Rồi và từ cấp độ vàng thì mình có thể sử dụng kim cương nè để nâng cấp nó lên lò nung kim cương luôn. Như vậy thì mình có thể nung nấu rất là nhanh và có thêm không gian để nấu nữa ấy. Rồi ui vậy thì choáng chỗ quá. Giờ qua một bên đi. Lò nung kim cương đặt cạnh hai cái rương nè. Rồi giờ thì mình sẽ test tốc độ nung nấu cho các bạn xem nhá. Cho sắt này. Ui nhầm, cho ở dưới mới đúng. Rồi tới bạc này, rồi tới vàng. Tương tự ở lò nung dưới luôn nha, cho hết vô. Và các bạn xem cái tốc độ nấu của nó nè, cực kỳ nhanh luôn á. Vèo một cái là mình xong được một cái phôi sắt rồi. Giờ thì mình sẽ đợi để lấy hết cái số này nha. Trong lúc chờ đợi những cái lò nung kim cương này nấu đồ thì mình sẽ bắt đầu đi lấy lava nha các bạn. Và để múc được nhiều lava trong cùng một lúc thì mình cần phải có một cái xô tốt hơn. Và lần này mình sẽ làm hẳn một cái xô kim cương luôn nha. Sau đó thì mình sẽ trở lại cái đường đào mỏ của mình để mình có thể tìm được những cái chỗ lava và lấy lava về. Lava thì mình cần phải trở ngược lại đây một xíu. Rồi sau đó thì mình sẽ đào về phía trước nè. Hình như cảnh hồ lava luôn. Rồi giờ mình sẽ múc khoảng 10 cái xô lava như vậy về để mình có thể đi ấp trứng rồng lửa nha. 10 xô lava đã xong. Giờ thì mình sẽ trở lại cái đường ban đầu và đi lên trên thôi. Có cái xô kim cương này tiện ghê luôn á. Nó cũng có thể múc được nước tương tự lava vậy đó các bạn ơi. Nên mình có thể mang theo rất là nhiều luôn. Và đây đáp xuống nè. Trứng rồng lửa thì phải ấp một nơi nào đó an toàn hơn. Và chắc mình sẽ ra đây đi, gần xa xa cái chỗ ngôi nhà cũng như là cái chỗ ở tạm thời của mình đằng kia để mình có thể ấp trứng rồng nha. Mình sẽ ấp ngay đâu ta, chỗ nào mà nó trống trống mà không có cây á. Đây, ở đây nè. Chỗ này cực kỳ thích hợp luôn, vừa trống trải và ở thấp nữa chứ. Rồi ăn cho no bụng đi. Và sau đó thì mình sẽ đào cái này ra một cái nè. Đào khoảng 3x3 ở xung quanh đó các bạn ơi. Ở giữa thì mình sẽ cho vào một cục đá. Rồi sau đó đổ lava ở xung quanh. Kế tiếp thì mình sẽ đặt cái quả. Kế tiếp thì mình sẽ đặt cái quả trứng rồng lửa lên trên và chạm vào một cái. Như vậy thì nó lại tiếp tục toát ra những cái làn khói màu cam rồi. Công việc của mình á là chờ đợi cho quả trứng rồng này nở ra thôi. Nhưng mà để đảm bảo cho quả trứng không bị làm phiền trong quá trình ấp thì mình sẽ chế tạo những cái bức tường bằng đá để đảm bảo rằng những con quái không có tới đằng đó và làm phiền cái quá trình ấp trứng của mình nhá. Đây, rào lại bằng tường đá luôn cho nó kiên cố hẳn nào. Rào lại. Rồi, như vậy thì quả trứng rồng của mình sẽ rất an toàn. Ui, mình thiếu rồi.
Mình thiếu hết một vài cái tường đá rồi, nhưng mà không sao đâu, từ từ mình sẽ chế tạo thêm cũng được. Tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã có thể huấn luyện được bé rồng bầu trời của mình, tiêu diệt được một con rồng lửa ở cạnh cái ngôi làng để trả lại sự bình yên cho ngôi làng của mình. Và ngoài ra mình còn có một chuyến đi may rất là thành công khi mà mang về được rất là nhiều kim cương nè. Và mình cũng đã nâng cấp những lò nung của mình lên rồi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng xây tiếp ngôi nhà và chế tạo thêm những vũ khí và áo giáp mạnh hơn để có thể chiến đấu tốt hơn nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.